Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nha, like em đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một trình airdrop nhận 10.000 token Gundot nha bạn. Thì chương trình airdrop này claim thì các bạn về ngay bạn. Claim chắc không tốn phí gao quá. Thì để claim được thì các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn join vào kênh group kênh Chiller các bạn. Sau đó các bạn copy cái link claim này, các bạn dán vào trình duyệt ký chocolate của tất cả các bạn. Rồi khi vào thì tất cả anh em cho mạng BB sẽ mình chen nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em connect nè. Thì chương trình airdrop này nó sẽ list sàn Bankia Swap vào đang bán là chương trình pre-sale lần từ ngày 8 tháng 8 năm 2021. Và list sàn Bankia Swap với giá là 0.01 đến 0.5. Thì mình không khuyên các bạn ấy không? Thì mình chỉ khuyên các bạn get airdrop thôi các bạn. Thì các bạn list bằng link với video mình, các bạn follow từ Twitter của nó các bạn. Sau khi follow xong thì các bạn điền lưu xin em từ Twitter của tất cả các bạn nè. Cộng quân về nó là chính rồi, các bạn bấm red airdrop đâu ta. Rồi, các bạn nhấp vào một follow nó tại Twitter nó, rồi bạn bắt up lên các bạn thấy được các bạn ơi. Nó có sự kiện follow tại Twitter khao ghét 10.000 token Gundot, các bạn nhấp vào đây cũng follow nghe các bạn. Cộng mình ghi là cộng quân V này là hơn 9, nó mới connect được cái tài group này. Ok, các bạn get group thì các bạn chấm phải tốn phi gà là 0.0001 VNB của bạn, 0.3, 0.03 của DT các bạn. Chấp thuận luôn. Không sao hết. Rất là rẻ nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận mở blockchain chút xíu. Ok, sau khi các bạn chuyển BNB xong thì các bạn chờ khoảng 3-4 phút thì nó sẽ dậy sau nha các bạn. Vậy video mình đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video tiếp theo từ mình nhé.